công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác toàn cầu GCC cho thuê căn hộ dịch vụ tại phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Căn hộ có diện tích 80m², được thiết kế sang trọng và hiện đại với một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng khách, bếp và được đầu tư đầy đủ trang thiết bị nội thất hiện đại và dịch vụ đi kèm. Cùng với sự kết hợp hài hòa giữa gian phòng, màu sắc tinh tế, lớp thảm mềm mượt và nhiều hơn nữa, một không gian đẹp để tận hưởng cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình. Vị trí trung tâm thành phố Hà Nội, tòa nhà căn hộ gần các building văn phòng như Vincom Center, Hà Nội Tower, Melia Hà Nội, Pacific Place, khách sạn, nhà hàng, quán bar, cà phê, giao thông thuận lợi. Giá thuê 1.400 đô một tháng. Giá thuê đã bao gồm 1. Trang thiết bị nội thất đầy đủ, 2. Internet cáp quang, Wi-Fi tốc độ cao, 3. Nước sinh hoạt, 4. Nước uống La Vi 2 bình một tháng, 5. Phí quản lý, 6. Bảo vệ 24/24, 7. Phí bảo trì, 8. Dọn phòng 3 lần một tuần. Giá thuê không bao gồm 1. Điện sinh hoạt, 2. Thuế.